Anh cứ nhìn mặt chị ta đi là hiện rõ hai chữ vô ơn rồi. Trong lúc bọn mình đang long nhong tìm bà khắp nơi, chị ta còn ngồi công ty thể hiện ra oai cơ. Em có thể để yên cho anh nghỉ ngơi một lát được không? Chị Phương với chú Kinh đang giải trình với hội đồng cổ đông về việc gì, em biết rồi đấy. Bây giờ cả anh cũng sắp đổ hết tội lên đầu em đấy à? Sự cố ngoài ý muốn mà. Còn rõ ràng kịch bản của em chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà đây là việc của gia đình thì mình phải giải thích với ai nhỉ? Anh đề nghị em để cho anh yên tĩnh. Anh đồng ý theo em về đây là vì không muốn em lèo nhèo trên công ty. Hiểu không? Có chuyện gì thế? Tôi có vài điều thắc mắc. Chị cũng thấy hợp đồng này có điều gì bất thường đúng không? Tôi cũng không chắc. Nhưng bản hợp đồng này giám đốc không thể ký từ trước được. Nếu đúng như vậy thì bà tôi cũng biết cách thử thách người khác đấy. Có vẻ như là tôi quá lo lắng cho bà nên không nhận ra thái độ bình thản của chú Kình. Chú, vẫn chưa có thông tin gì của giám đốc ạ. Thôi, cháu bây giờ làm xong việc đi rồi về nghỉ ngơi. Mà này, làm cố cũng không được thưởng thêm đâu. Tất cả mới chỉ là phỏng đoán thôi. Hiện giờ công ty đang rất nhiều việc mà chú Kinh thì không thể không giải quyết. Nghĩ lại thì một người như bà tôi thì việc gì cũng dám làm. Giả chết, tự bắt cóc mình cũng có thể lắm đấy. Cậu định làm gì? Tôi phải hỏi chị định làm gì mới đúng. Chú tìm gì vậy? Cháu đây à? Chú đang chuẩn bị tài liệu để còn làm việc với đối tác. Đối tác của chú là giám đốc ạ. Cháu nói linh tinh cái gì thế? Chú đang bận bao nhiêu là việc cần phải giải quyết ngay. Cháu có rảnh thì giúp chú một tay. Chú Kình, chú biết bà cháu ở đâu đúng không?